Xin chào các bạn, tôi là Trung và ở trong video clip này tôi sẽ chia sẻ cho bạn về 5 bước để học tiếng Anh từ đầu dành cho bất cứ một ai muốn học tiếng Anh từ đầu để làm sao để sau một khoảng thời gian thì mình có thể bắt đầu hiểu và có thể nói được tiếng Anh một cách dễ dàng. Thì đây là một trong những cái điều rất là quan trọng bạn cần phải biết, bởi vì rất ít người sẽ chia sẻ cho bạn những điều này. Tôi xin nói lại là rất ít người sẽ chia sẻ cho bạn biết 5 điều này, bởi vì có những lý do sau. Điều thứ nhất đó là bởi vì 5 điều này là một trong những 5 điều quan trọng nhất mà trong cái quá trình học tiếng Anh, đi học, đi dạy và bắt đầu từ một và tự trải nghiệm bản thân mình sau quá trình hơn 2 năm, từ mình từ là một cái người mới, mình từ là một cái người mất gốc tiếng Anh và sau mình có thể giao tiếp tiếng Anh tốt và sau đó mình có thể phiên dịch được tiếng Anh cho người nước ngoài và sau đó mình có thể đi dạy được tiếng Anh cho khoảng hơn 1.000 học sinh, thì đó là kinh nghiệm mà chính bản thân tôi đã trải nghiệm và bây giờ tôi muốn chia sẻ lại cho bạn 5 bước để học tiếng Anh này. Bạn cần nhớ điều này, với 5 bước này thì có thể bạn đã từng nghe một số bước ở trong này ở đâu đó, thế nhưng trong video clip này tôi sẽ chia sẻ lại toàn bộ tất cả những bước quan trọng hàng đầu mà bất cứ một người nào cũng cần phải biết để học tiếng Anh bắt đầu từ đầu. Đây là một trong những video clip quan trọng bạn cần phải xem, bởi vì nó dựa trên rất là nhiều cái sự khảo sát, nó dựa trên rất là nhiều cái sự nghiên cứu, nó dựa trên rất là nhiều cái sự chắt lọc của nhiều tác giả, của nhiều cuốn sách, của nhiều những người họ đã học tiếng Anh thành công. Kinh nghiệm này thì không phải là của riêng tôi mà của rất là nhiều người, họ đã trải nghiệm sau hàng chục và rất là nhiều năm đi dạy, họ đã chia sẻ lại và tôi chỉ là người tổng kết lại và đưa vào những cái trải nghiệm của chính bản thân mình để khiến cho cái video clip này nó trở nên hoàn hảo nhất, để khiến cho bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hiểu được từng bước chính xác mình cần phải làm gì, đọc cái gì, nghe cái gì, xem cái gì, xem bao lâu để mình có thể giao tiếp được tiếng Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ điều chi tiết. Cái đầu tiên, bước số 1 đó là đây là một trong những điều cực kỳ quan trọng bạn cần phải nhớ, đó là học từ vựng ồ ạt. Hầu hết chúng ta gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh đó là bởi vì chúng ta quá biết ít từ vựng. Và bạn cần biết điều này, đó là số lượng từ vựng mà bạn biết thì quyết định cái trình độ tiếng Anh của bạn. Nếu như bạn biết rất ít từ vựng thì tiếng Anh của bạn đang ở trình độ rất thấp. Thế nhưng những người học tiếng Anh rất là giỏi thì hầu hết, mà tôi xin khẳng định chắc chắn luôn là không tin thì bạn cứ thử hỏi họ xem, gần như từ vựng nào thông dụng hay là những từ vựng nào chuyên ngành thì họ đều nắm rất rõ. Và chúng ta thường hay nhìn những cái người người học giỏi tiếng Anh thì thường họ biết rất nhiều từ vựng, bạn sẽ cảm nhận được cái điều như vậy. Vậy nên là ngay khi là một người mới, điều bạn cần làm đó là học từ vựng ồ ạt. Số lượng một người mới cần phải học từ vựng nó sẽ rơi vào khoảng từ 2.000 cho đến 4.000 từ. Vậy thì làm sao để học từ vựng? Thì trong các video clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn chính xác các cái tài liệu cuốn sách mà bạn cần phải học và chính xác là 2.000 đến 4.000 từ nào. Cái điều số 2, đây là một trong những điều mình cực kỳ thích mà thích bậc nhất để học tiếng Anh thành công. Đó là bạn cần phải sẵn sàng đọc thật nhiều các tài liệu tiếng Anh, các câu chuyện tiếng Anh, các đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh, các đoạn hội thoại tiếng Anh, các cuốn sách bằng tiếng Anh, các bản tin bằng tiếng Anh. Bạn cần phải dành thời gian nhiều nhất có thể để đọc thật nhiều tiếng Anh. Bạn càng đọc nhiều bao nhiêu, tiếng Anh của bạn lại càng giỏi lên bấy nhiêu. Đó điều mình xin cam kết và xin hứa, đó chắc chắn là sự thật. Và ở trong cái bước này thì ở trong video clip trước mình đã chia sẻ cho các bạn về cái bước đó là ba nguyên tắc để học từ siêu tốc, thì bạn cần phải xem lại video clip đó để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là bốn bước để học, để đọc tiếng Anh là như thế nào. Điều số 3, đây là một điều rất là hay mà mình nhận ra khi mà mình đi dạy, đó là bạn cần phải sẵn sàng học thuộc lòng các cái cụm từ vựng thông dụng bằng tiếng Anh. Trong tiếng Anh thì khi bạn nói chuyện hay khi bạn nói hay là khi bạn đọc sách thì thường là có những cụm từ nó hay đi với nhau, mà nếu như bạn tra từng từ riêng lẻ thì nó không hề có nghĩa, mà nó chỉ có nghĩa khi nó đi với nhau. Số lượng từ cụm từ bạn không thông dụng nó sẽ dao động từ khoảng từ 200 cho đến 500 cụm từ thông dụng, và tất cả tài liệu này đều đã có sẵn trên thị trường và có trên internet. Công việc của bạn là cần phải đi tìm. Và đương nhiên, nếu bạn cần sự tìm kiếm thì trong video clip tới tôi sẽ chia sẻ cho bạn chính xác là bạn cần phải tìm kiếm các cụm từ này ở đâu. Nguyên tắc thứ tư, đây là một trong những nguyên tắc rất là quan trọng mà thực sự thì mình đã rất là
thấm nhuần cái nguyên tắc này, đó là bạn cần phải nghe 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 tiếng Anh rất là nhiều và nghe dồn dập tiếng Anh trong một khoảng thời gian liên tục và liên tục. Nếu như bạn sẵn sàng dành nhiều thời gian nghe liên tục thì tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện một cách đáng kinh ngạc. Người thầy của mình có nói rằng là nếu như bạn sẵn sàng dành ra 10.000 giờ để nghe tiếng Anh thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một chuyên gia về tiếng Anh. Hãy nghe thật nhiều, và trong cái video clip tới thì mình sẽ trình bày cho các bạn là bạn cần phải nghe cái gì, tìm tài liệu nghe ở đâu. Và cái nguyên tắc cuối cùng trong việc học tiếng Anh đó là bạn cần phải dành thời gian để hỏi, đáp và trả lời liên tục, có thể là với chính bản thân mình, có thể là qua audio, có thể hoặc là có thể với người khác. Việc bạn trả lời liên tục sẽ giúp cho bạn hình thành cái khả năng nói tiếng Anh một cách tự nhiên và nói tiếng Anh một cách ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Vậy thì trong cái năm bước, vậy thì mình sẽ chia sẻ cho bạn trong cái clip tới là về hỏi và phản ứng phản xạ thì bạn cần phải làm gì. Thế nhưng vậy thì trong cái video clip này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một điều chính là gì. Các bạn như mình đã nói trong cái video clip trước, có thể là các bạn cần phải mở lại cái video clip trước của mình, đó là ba bước để học, ba nguyên tắc để học từ vựng siêu tốc. Trong cái video clip trước đó mình đã chia sẻ cho bạn ba nguyên tắc để học từ vựng siêu tốc và bốn bước để đọc bất cứ một cuốn sách nào bằng tiếng Anh. Nếu như bạn đang xem video clip này lần đầu tiên thì bạn cần phải tìm lại cái video clip đó ở trong cái danh sách của mình, hoặc là hãy lên YouTube và gõ cụm từ là ba nguyên tắc học từ vựng siêu tốc. Nguyên tắc mà video clip này được rất là nhiều bạn thích và nó có đã hiện có khoảng lên gần 15.000 lượt người xem. Và chính bởi vì lý do đó, trong cái video clip đó thì mình có show cho các bạn về cái phần mềm mà mình dùng để tra bất cứ cuốn sách nào mình đọc. Đó, vậy thì trong video clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bạn sẽ tải phần mềm đó như thế nào, cài đặt nó ra sao và cách các bạn tìm bất cứ một cuốn sách bằng tiếng Anh nào mà các bạn muốn mà hoàn toàn miễn phí ở trên mạng như thế nào. Vậy thì các bạn hãy xem trong video clip này, mình sẽ làm cho các bạn điều đó từng bước và từng bước một. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ mình sẽ ví dụ như thế này. Ở đây thì mình có một cuốn sách bằng tiếng Anh. Ở đây mình có một cuốn sách bằng tiếng Anh, đó là cuốn sách The Power. Thực sự đây là một cuốn sách đã tác động rất mạnh mẽ, rất lớn đến cuộc đời của mình. Và mình khuyên là các bạn nếu có thời gian thì hãy đọc cuốn sách The Power này và tất cả cuốn sách của bà Randburn, từ The Secret, The Magic, The Power, The Hero. Thế nhưng trong clip này mình sẽ không không nói về về sách mà mình sẽ nói về làm sao để đọc được cuốn sách bằng tiếng Anh như thế này. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó, bạn có một cuốn sách, đó, bạn có một cuốn sách và bây giờ bạn cần phải đọc nó. Thì có cái video clip trước mình đã nói về cái này. Vậy nên ở trong video clip này mình sẽ không nói lại các bước đọc nữa mà mình chỉ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể đọc được bất cứ cuốn sách nào bằng tiếng Anh, ngay cả khi mà các bạn chưa giỏi tiếng Anh. Ok, rồi ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy như sau. Ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy mình có một trang của một câu chuyện tiếng Anh như thế này. Đương nhiên sẽ có rất nhiều từ mới các bạn chưa biết. Ví dụ như mình giả sử chúng ta sẽ cùng đọc My deepest, okay, my deepest, sâu sắc, sâu xa, sâu kín, my deepest gratitude to the greatest human being in history. History. Có thể cái loa của mình nó hơi nhỏ nhưng quan trọng là các bạn cũng nghe thấy là cái máy này nó đang phát âm ra, và chúng ta thử bôi lên cả câu này. My deepest gratitude to the greatest human beings in history. Đó. Vậy thì có rất nhiều bạn hỏi là mình đang dùng phần mềm gì mà tại sao chỉ cần bôi đen thì lập tức nó hiện ra cả nghĩa và cách đọc, và mình chỉ cần bôi lên cả câu này thì nó tự dưng đọc cho mình nghe.
Và thực sự đây là một phần mềm đã thay đổi hoàn toàn cái cách học tiếng Anh của mình. Nhờ nó mà mình đọc câu giỏi hơn, nhờ nó mà mình biết nhiều từ vựng hơn, và nhờ nó mình đã hoàn thành được rất nhiều cuốn sách. Mình nhớ thứ nhất là cuốn sách đầu tiên mình đọc đó là cuốn sách 5 5 Steps to Speak a New Language của anh Phạm Quang Hưng. Lúc đấy mình đọc khi là mình là một người mới học tiếng Anh, không hề biết một chút về tiếng Anh cả, nhưng mình cứ mở ra và tra và đọc. Và thực sự sau khi đọc cuốn sách xong, mình đã có rất là nhiều cái sự tự tin để đọc cuốn sách khác. Sau đó mình bắt đầu hoàn thành những cuốn sách khác của mình, ví dụ như là The Secret, The Magic, The Power, và đặc biệt cần có một cuốn sách mình đọc rất là nhanh, đó là cuốn sách The Power này. Cuốn sách này gần 300 trang nhưng mình chỉ đọc 4 ngày là xong. Và phải nói công cụ này là một công cụ rất tuyệt vời để dành cho bất cứ bạn nào muốn học tiếng Anh, gia tăng từ vựng, tập đọc câu, gia tăng khả năng phát âm của mình thông qua bộ phần mềm này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn đó là phần mềm gì và làm sao bạn cài đặt được phần mềm đó. Bộ phần phần mềm mình đang dùng chắc nhiều bạn cũng biết, nó có tên là Lingos, như các bạn đang nhìn thấy đây, hình con vẹt đó. Mình sẽ giải thích rất ngắn gọn Lingos. Vậy thì bạn sẽ tải Lingos như thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Để tải được LeetsGo thì bạn cần phải vào cái trang chủ của chúng. Ví dụ như bạn sẽ vào đây. À, ok rồi. Bạn sẽ vào trang leetsgo.net. Ok, leetsgo.net. Và sau đó các bạn sẽ tải về cái phiên bản mới nhất của nó. Bạn có thể tải về phiên bản support. Ok, bạn kích vào free download. Đó. Sau khi kích free download, các bạn lựa chọn Lingo 2.9.2 2.9.2. Và sau đó các bạn lựa chọn cái server, ví dụ server 1. Và sau đó là lựa chọn server 1. Ok, và hệ thống yêu cầu là mình sẽ cần phải lưu file ở đâu đó, và mình đã lưu lại rồi. Và bây giờ công việc của chúng ta là chờ đợi khi nó tải về. Và đương nhiên thì khi tải về thì nó cũng sẽ ra một cái giao diện như thế này, được chưa? Các bạn chỉ cần bấm vào Next vài cái thì nó sẽ ra, nó không hề khó khăn gì cả, bất cứ ai cũng sẽ làm được. Thế vậy nên chúng ta sẽ có thể là đợi nó tải về xong thì chúng ta sẽ đi tiếp. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất của phần mềm LeetsGo này đó là bạn cần phải có từ điển. Bởi vì khi bạn nhìn thấy là mình đang tra từ thì nó sẽ ra từ điển rất là nhiều loại, ví dụ DeepL nó có cả phiên âm cho bạn, nó có cả từ điển tiếng Việt cho bạn. Vậy thì bạn cần phải cài cái từ điển của nó bằng cách là bạn vẫn ở trang chủ của nó, bạn bấm vào cái chữ Dictionary Glossary ở đây đó. Dictionary, và chúng ta sẽ chọn Dictionary and ok, mình sẽ xem là Dictionary and Glossary. Ok, đúng rồi, bạn sẽ bấm vào Dictionary and Glossary, và sau đó bạn sẽ tìm đến cái tên của chúng ta đó là Vietnam Dictionary, và bạn bấm vào đây Free English Vietnam Dictionary. Sau đó bạn cũng sẽ tải bình thường, bấm vào Lingo Server. Bạn sẽ chọn một cái chỗ bạn lưu, ví dụ mình lưu vào mình desktop. Đó, sau đó nó sẽ tải về như thế này. Và bây giờ chúng ta đã có LeetsGo, chúng ta đã có từ điển tiếng Anh, tiếng Việt. Cơ bản nhất là như vậy. Và bạn cần một cái nữa đó là giọng đọc. Giọng đọc rất là quan trọng. Và nếu như bạn để nguyên mặc định cái giọng đọc của máy thì giọng của bạn nghe rất là chán đời. Và thực sự thì máy mình đang đang để nguyên cái giọng đọc đó thì nghe rất là chán đời. Vậy thì công việc chúng ta là hãy tìm ra một và giọng đọc khác. Thì hiện nay có rất là nhiều cái phần mềm để cài giọng đọc cho chúng ta. Ok, ví dụ như thế đây. Đây là giọng đọc mặc định của máy Microsoft Anna, của cô Anna. Ok, của Microsoft. Vậy thì chúng ta sẽ thay một giọng khác. Ví dụ, vậy thì có một cái trang rất là hay để bạn tìm tải giọng đọc của bạn, đó là trang này. Và thực sự đây là một trang bạn cần phải nhớ cho mình, bởi vì nó sẽ dùng trong rất nhiều hoàn cảnh và tình huống khác. Tất cả cuốn sách tiếng Anh mình tải được hầu hết đều trên này đều có. Tất cả bộ phim, tất cả video, tất cả tài liệu tiếng Anh trên này đều có. Vậy hãy nhớ cái trang này cat.0. Ok. Rồi, và bây giờ bạn sẽ gõ cho mình một cái từ đó, từ voice. Sẽ gõ cho mình từ voice. Khi mình từ voice thì nó sẽ ra rất là nhiều, và bạn sẽ có trình một cái từ voice. Từ voice, khi bạn có từ voice thì bạn phải nhớ là chúng ta sẽ chọn cái apps ở đây này, apps apps.
các bạn sẽ kích vào cái nút apps trên này đó, và bạn sẽ thấy rất là nhiều các cái giọng đọc ở đây bạn được lựa chọn. Và mình thì chưa thử hết cái giọng này, thế nhưng mà mình có một cái giọng rất hay, đó là giọng Next Up Text Out Loud AT&T Natural Voice Near Speed Voice đó, bạn bước vào đây. Cái này khoảng 2,09 GB. Bạn sẽ rất là cảm thấy tuyệt vời khi máy của bạn được cài giọng đọc như thế này. Cứ một đợi một chút, nó hơi lâu thì rồi. Và bây giờ các bạn không cần quan tâm đến khác, chỉ cần là nhìn vào đây và bấm vào cái chút này, download torrent, bấm vào đây, rồi bấm vào đây. Khi bấm vào này thì nó sẽ yêu cầu bạn lưu trữ một file nào đó. Thế thì các bạn chú ý này, rồi. Và bây giờ thế thì đây 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 là cái file torrent mà nhiều bạn thì không hiểu, thì bấm vào đây thì máy chưa cài torrent thì nó không chạy được. Vậy thì trước khi mà bấm vào cái chỗ tải về đó, cái file tải về này, thì máy của bạn cần phải cài một cái phần mềm nó có tên là uTorrent. uTorrent. Đó, thì bạn cần phải cài một cái phần mềm nó uTorrent. Bạn chỉ lên Google gõ vào và sau đó lập tức nó sẽ có một cái trang để bạn tải về. Bạn bấm vào download torrent. Nào, mình sẽ bắt từ đầu để cho nhiều bạn biết về cái cứ vào trang chủ nó như bình thường nhé. uTorrent.com. Sau khi bạn vào cái trang này uTorrent.com được chưa, thì lập tức trên màn hình nó sẽ hiện ra luôn, đó là Get uTorrent for Windows. Bạn kích vào đây đó, và sau đó bạn kích vào nút màu xanh này, đợi một chút ha, kéo xuống. Đấy, kích vào đây, Get uTorrent, kích vào đây rồi. Đó, sau đó nó sẽ chọn chỗ lưu, bạn lưu vào. Đó, và sau đó bạn thấy không ạ, tất cả mọi thứ đều có đây hết rồi, trên màn hình đều có đầy đủ link skill, có mọi thứ, có giọng đọc, có chân, có tất cả mọi thứ đây. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần có bốn cái này thôi, có LeetsGo, có từ điển Anh Việt, có giọng đọc và có uTorrent, là bạn có thể hoàn toàn bắt đầu cái hành trình học tiếng Anh của mình. Nhưng cái vẫn chưa xong, các bạn đợi. Đó, mình xin giới thiệu lại này. Để mà đọc được bất cứ một cái cuốn sách nào tiếng Anh như hôm trước mình giới thiệu, nó có 4 bước. Bước số 1 là cần phải có tài liệu. Đây, mình có cuốn The Power. Điều số 2 là cần phải có phần mềm, đó là LeetsGo, có từ điển Anh Việt, có giọng đọc, và cuối cùng đó là cần phải có cái này. Mà bây giờ chúng ta có rồi. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ cài cái YouTube này bằng cách bấm vào nó. Bạn bấm vào nó, được chưa? Đây, bạn bấm vào nó. Run. Run. Đó, yes. Các bạn ấn cài đặt như bình thường, các bạn chỉ cần ấn next vài chữ là xong. Next, 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 next. Bạn có thể ok, next. Bạn bỏ cái nút yes này đi. Next. I do not accept. Finish. Đó, rồi vậy chúng ta đã cài xong phần mềm uTorrent. Ok, và chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này. Ok, nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Đó, hoàn toàn trống không. Chúng ta vừa mới cài, chúng ta chưa có gì cả. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cài cái giọng đọc của nó. Chúng ta sẽ cài cái giọng đọc của nó bằng cách là bấm vào cái chỗ mà chúng ta vừa tải giọng đọc. Đây, Cassera Next Up đây. Chúng ta vừa tải cho kia về, bấm vào nó. À, ở đây là mình đang dùng cái trình duyệt
cốc cốc, vậy nên là nó có chế độ là tự động ấy luôn. Còn nếu nếu tải muốn tải bằng GoTorrent một cách nhanh hơn thì bạn hãy bấm vào đây, chọn vào dấu cộng này đó, chọn vào dấu cộng để tìm cái file nixtap mình vừa tải, nó ở ngoài màn hình desktop. Bạn bấm vào đây phần open và đấy, nó đã chọn ấn open thì nó sẽ ra như thế này. Hãy chọn chỗ để bạn lưu vào, nó có tổng dung lượng như từng này. Bạn hãy cứ tải hết, đây là các cái giọng đọc của người nước ngoài đó, đều ghi âm đều rất là chuẩn. Bạn chỉ cần bấm ok đó, và bây giờ đang tải. Cái này nó có 2,008 GB đấy. Và đây là tốc độ download của nó sẽ tăng dần rất là nhanh. Nếu như bạn nào đã dùng uTorrent thì sẽ biết nó tải bằng một cái giao thức khác so với Internet Download Manager. Đấy, nó sẽ tăng rất là nhanh và với nó tùy thuộc, bình thường sẽ rơi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì sau 2 tiếng đồng hồ thì bạn sẽ có một cái bộ phần mềm cài giọng đọc như thế này. Đây bạn nhìn này. Đương nhiên nó chưa tải xong mà chúng ta chỉ xem được thôi. Bạn sẽ có một toàn bộ các cái giọng đọc như thế này. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ mới có thể cài đặt được. Cách cài đặt thì cũng hoàn toàn rất là đơn giản, thì bạn có thể làm theo. Vậy thì bây giờ chúng ta có ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ việc này đi. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có cái gì? Chúng ta đã có Lingos. Chúng ta đã có Lingos. Bạn chỉ cần bấm vào đây. Đấy, chúng ta đã, như mình vừa tải Lingos về, bấm vào đây, hit run để cài đặt. Và bạn cũng chỉ cần làm vài bước tương tự. Yes. Bạn chọn tiếng Anh hoặc là tiếng Việt đều có, bạn chọn tiếng Việt ví dụ như vậy nhé. Ok, tiếp tục, tôi chấp nhận, tiếp tục, tiếp tục. Ok, rồi, cài đặt xong. Đó, vậy là bạn đã cài, đang cài đặt xong cho mình phần mềm Lingos. Nếu hiện lỗi thì hãy ignore hết. Mình không biết tại sao hiện lỗi này, nhưng mà nếu như nó hiện lỗi thì bạn cứ bấm ignore là nó sẽ hết. Ok, và bây giờ chúng ta đã có phần mềm rồi, ấn hoàn tất thì nó sẽ chạy. Rồi, bây giờ cái giao diện của nó sẽ hiện ra như thế này. Đây, chúng ta có giao diện như thế này. Và bây giờ thì rất là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta phải cài từ điển trước. Các bạn hãy nhớ ở trong phần Options, hãy chọn phần Dictionaries. Ở đây, Dictionary, chúng ta phải cài cái từ điển Anh Việt. Việt Anh. À, ví dụ như ở đây mình đã có sẵn, thì nếu như chắc chắn nếu như bạn lần đầu bạn cài thì sẽ chưa có, thì bạn sẽ làm như sau này, kick boot install dấu cộng ở đây. Đó. Sau đó thì hãy tìm đến cái chỗ mà bạn để cái file bạn tải từ điển ấy, lúc mình vừa hướng dẫn ở bước trước, cái file này này. Chưa? Kích vào đấy và ấn open. Chọn ví dụ như mình nếu như mình đây mình đã có rồi, được chưa, thì ví dụ mình ấn yes đấy, thì nó sẽ cài như các bạn cũng chạy như thế, thì tích hai ô này, chọn ok đó, và sau đó hãy đẩy nó lên đầu, được chưa, đẩy lên đầu luôn này, đẩy lên đầu ở đây, sau đó ấn close đó. Vậy là bạn đã có Lingo, bạn đã có từ điển Anh Việt, bạn đã có một trang sách, bạn có thể lấy sách ở đâu cũng được. Còn cái cách mà lấy sách ở trên mạng miễn phí như thế nào thì mình sẽ nói sau. Và bây giờ bạn chỉ cần đợi cho cái uTorrent của chúng ta nó tải cái giọng đọc về, thì chúng ta sẽ cài được giọng đọc rất là nhanh. Nhưng bởi vì nó hơi lâu một chút mà trong máy mình thì lại chưa có, vậy nên các bạn cứ hình dung là như thế này. Khi mà bạn tải về thì nó sẽ ra một cái dạng file như này. Ví dụ ra file nha. Ví dụ nó có file nha, bây giờ bấm vào không ra được bởi vì nó chưa tải xong. Đấy, ra một cái file này thì bạn chỉ cần bấm đúp chuột hai lần. Bạn ấn next toàn bộ các bước như mình tải các như mình cài đặt các bước trên, thì sau đó máy sẽ tự nhận, bạn không cần phải chọn những gì cả, cái tự nhận đó. Vậy sau khi cài xong giọng thì hãy nhớ là mình sẽ cần phải vào phần configuration này. Đấy ạ.
Đó, ví dụ là mình giả sử bây giờ mình cài được một cái giọng rồi đi, mình sẽ vào phần configuration để setup. Ở phần general thì các bạn cứ để nguyên đấy, phần appearance cũng để nguyên luôn. Translation thì các bạn điền phần như phần target language là cái mục tiêu của bạn, ví dụ như là tiếng tiếng Việt. Vietnamese. Đây của Vietnamese. If target language is same sort, reset it as. Nếu như mà cái mục ngôn ngữ mục tiêu của mình mà nó giống với cái nguồn của mình đang tra thì hãy đặt nó lại là English. Đó. Nghĩ là vậy. Tiếp theo phần text capture, phần này bạn có thể để nguyên. Tiếp theo phần speech, text capture speech, ok, phần speech là phần rất là quan trọng. Nó phải như thế này, ví dụ như giả sử ấy, trong cái phần cài đặt giọng vừa rồi mà chúng ta đã cài được một giọng đó thì hãy nhớ rằng cái phần voice này nó sẽ có một list danh sách các cái giọng đọc chúng ta vừa cài. Trong cái phần utterance các bạn đang tải nó có khoảng 7 đến 8 giọng. Khi bạn cài từng cái thì tự dưng nó sẽ hiện đấy luôn, bạn không cần phải chọn gì cả, tự dưng nó sẽ hiện một loạt đấy, bạn 7 giọng, bạn thích lựa chọn giọng nào cũng được. Và giả sử như bây giờ chúng ta mới có một cái giọng là Microsoft Anna, bạn bấm vào đây. Đó, bạn phải nhớ từ ô này nhá. Để nó sáng ngày. Đó, vậy thì bạn muốn nó đọc to thì bạn cho nó to lên. Nó thay đổi độ cao. Và đặc biệt cái phần speed là phần quan trọng nhất. Bạn có thể muốn người ta đọc nhanh hay đọc chậm thì tùy thuộc vào bạn. Ví dụ bây giờ mình cho đọc chậm như sau này. Đó, thì người ta sẽ đọc rất là chậm và toàn bộ âm cuối thì người ta đều nói hết. Và bạn nếu như muốn người ta đọc nhanh thì hãy bấm vào đây. Đấy, rất là nhanh, được chưa? Bây giờ chúng ta bình thường cứ để ở giữa như này. Bạn đọc phải nhớ này. Khi bạn mới cài đầu thì ba ô này chưa được tích. Bạn phải tích vào ba cái ô này, được chưa? Tích vào ba cái ô này. While looking upward, while capturing word on screen and while translating slate text. Bạn phải kích vào cả ba ô này, nhớ. Phải kích vào cả ba ô này. Sau khi bạn làm xong thì bạn phần connection bỏ qua. Hotkeys, hotkey là phần quan trọng nhất. Bạn phải nhớ điều này. Đó là tất cả các nút khác thì bạn có thể quên, nhưng hãy nhớ là có ba nút này bạn không được quên. Đó là enable disable capture word on screen, enable disable translate text và phần translate clipboard text. Ba nút này thì bạn không được quên. Vậy thì bạn nếu như đầu tiên ấy, thì nó cái kiện mới cài thì nó sẽ khác với mình, bởi vì sau một cái mình dùng thì mình thấy rằng là cài đặt nút như thế này thì nó sẽ dễ dùng hơn. Thì cách cài đặt nút đơn giản, bạn chỉ cần ấn nút giữ trên bàn phím nút Alt, sau đó bạn ấn chữ Z, Alt, Alt X và Alt C thì bạn sẽ có ba cái nút này cạnh nhau thì bạn sẽ dễ làm. Vậy thì ba nút này để làm cái gì? Bạn nhìn nhé. Ok, bây giờ ba nút làm cái gì nhé? Bây giờ bạn bạn cài xong bạn ok. Thế thì đầu tiên này bạn phải nhìn rằng là khi lên công chạy thì bạn cần phải góc màn hình nó có một cái. Bạn có để ý là dưới con vẹt đấy nó có ba cái đèn sáng đúng không? Ba cái đèn sáng, hai đèn xanh, một đèn vàng đấy. Chỉ khi nào mà ba đèn này sáng thì bạn mới có thể bôi đen được từ bạn muốn. Ví dụ như từ này. Đó. Đấy nó hiện luôn này. Đó, từ này chẳng hạn. Risk. Đó, risk. Risked. Ok. Rủi ro. Vậy thì khi mà bạn bôi đen những cái từ này thì nó sẽ có. Thế nhưng giả sử bây giờ nếu như ba đèn này không sáng, vậy thì chú này ba đèn này tương ứng với ba nút bạn vừa cài đặt, đó là Alt Z. Đấy, bạn ấn Alt Z đèn mất này, Alt X đèn mất này, Alt C đèn cũng mất luôn này. Đó. Vậy thì khi ba đèn này tắt đấy thì bạn bôi đen nó không ra cái gì cả, nó vẫn nguyên như vậy. Vậy chỉ khi nào bạn kích hoạt ba cái đèn này bằng nút Alt Z, Alt X, Alt C đèn nó sáng này thì bạn bôi đen câu từ đều ra hết. Want hoặc là following me, following people for nó, thì đó là những cái chức năng của nó. Bạn phải nhớ là ba cái đèn này nó phải sáng, được chưa? Và muốn tắt đi, không muốn nó nói nữa thì bạn chỉ cần ấn nút ba lần, ba nút đó là Alt Z, Alt X, Alt C thì nó sẽ tắt đi. Đó. Vậy thì và đương nhiên nếu như bạn muốn là cái giọng đọc với câu này ấy, ví dụ câu này chẳng hạn, bật đèn sáng lên đúng không? Đó. Copy for the creation of the book. Ví dụ cái câu này nhanh quá, bây giờ bạn muốn người ta đọc chậm đi thì bạn phải nhấn click vào phần configuration và chọn phần speech. Phần speed này kéo nó xuống thật sâu, thật thấp. Đó, nếu như bạn muốn nghe chậm, thật cao, nếu muốn nghe nhanh và bình thường ở giữa. Nếu nghe bình thường, ví dụ đây chẳng hạn. Đó. Ấn vào đây. For the creation of the book. Bạn chú ý là cái giọng đọc của cô này không hay đâu, nhưng mà cái giọng đọc mà bạn đang tải về bằng 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 cái
U-turn này rất là hay, để tất cả giọng đọc này đều nghe rất là chuẩn. Vậy nên bạn cứ hoàn toàn tin tưởng là cái phần mềm này rất là tuyệt vời. Và vậy thì nói tóm lại là trong cái video clip này mình chia sẻ cho bạn cái gì? Mình chia sẻ cho bạn về 5 bước để có thể học tiếng Anh giao tiếp từ đầu. 5 bước để học tiếng Anh giao tiếp từ đầu, hãy nhớ đến 5 bước này. Và mình đã hướng cho các bạn đó là làm sao để tải, cài đặt phần mềm LISGO và làm sao để sử dụng được nó, thay đổi giọng đọc của nó, cài đặt từ điển được nó. Và còn cái phần cài đặt giọng đọc này thì bạn chỉ cần chờ nó cài xong, bạn kích chuột phải, kích vào phần Open Containing Folder, bạn kích vào đó thì nó sẽ ra thư mục chứa. Và sau khi kích vào đó thì bạn chỉ cần ấn đúp chuột 2 lần và sau bạn ấn Next khoảng 3-4 cái thì tự dưng nó sẽ cài đặt mà bạn không cần phải chọn cái gì cả. Đó, mọi thứ đều có sẵn hết rồi. Vậy thì trên đây đó là phần cái phần trình bày của mình. Nếu như sau khi xem xong video clip này bạn thấy nó hữu ích và muốn thêm có nhiều thêm cái video clip hay hơn nữa thì hãy bấm vào cái nút subscribe ở dưới. Và nếu như bạn có bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment below thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.